Hello các bạn sư nữ. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi những tiên đoán của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2024. Nếu các bạn có con mặt trời sư nữ, mặt trăng sư nữ, cung mộc sư nữ thì cái video này nó liên quan đến các bạn. Nếu các bạn sinh từ ngày 21 tháng 8 cho tới 20 tháng 9 thì cung mặt trời các bạn thuộc về sư nữ. Nếu về mặt trăng á, phải coi là các bạn sinh vào ngày nào, và cung mộc á, phải coi giờ phút và địa điểm sinh. Những thời gian vừa qua năm 24, 25, 26 là trong cho theo sự nhận xét của tôi á, cá nhân thôi nha, là thời gian chuyển giao của hai thời kỳ quan trọng đối với nhân loại và vạn vật trên thế gian này, là chúng ta đi từ sông Ngư đi vào Bảo Bình. Là vào ngày 20 tháng 11 năm 24 chúng ta sẽ chính thức đi vào Bảo Bình cho tới năm 2043. Từ 2008 đến giờ là anh Diêm Tinh ở trong Nam Dương đã giúp đỡ anh sư nữ rất là nhiều trong vấn đề chuyển hóa. Và những thời gian vừa qua, 2008 đến giờ, các bạn nên đặt một cái nền tảng, một cái hạt giống cho chính bản thân mình, để trong 20 năm tới các bạn sẽ gặt hái những gì mình đặt ra. Và các bạn đã làm rồi, tại vì anh sư nữ này anh rất là thực tế, anh rất là hoàn hảo, anh đã tính trước rồi đó. Vì vậy mà nếu các bạn mà đặt cái nền tảng này đó thì các bạn sẽ gặt hái mà không cần phải sẽ không có những cái biến cố, những cái chuyển hóa lớn lao cho đời mình nữa. Nếu có gì nữa nó không có gì lớn lao hết nha. Đó. Nếu các bạn muốn biết thêm về sự nữ của mình á, nếu các bạn mới kết nối kênh này á, thì nên coi những video tôi làm cho năm 24 đối cung sự nữ trong mỗi một năm luôn. Còn bây giờ mình làm những cung đó là rất là những hành tinh nhỏ như là thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, nó ảnh hưởng tới cá nhân của mình. Mà chính là mình là người tác động vào đó, và nó tác động vào mình nữa. Nhưng mà mình cái này mình điều khiển được. Anh thủy tinh á, từ 11 tháng 3 tới 16 tháng 5 nằm trong Bạch Dương, đi ra đi lại hòa trong Bạch Dương. Nó sẽ đi ngược lại từ ngày 2 tháng 4 tới 16 tháng 4. Dĩ nhiên á, là không nên tin đồng đi ngược đó, đi theo một chiều hết. Nhưng mà khi á, từ ở trái đất mình nhìn, mình quan sát từ trái đất á, mình thấy hành tinh kia nó đi chậm hơn mình thì mình nghĩ nó đi ngược lại mình, chứ không quay cái nó. Đối với mình nhìn nó thôi nha, nó vẫn đi tốc độ thường thôi, nhưng mình khi mình nhìn cái góc độ mình nhìn á, thấy nó chậm hơn mình cho đi ngược. Thì đối với tử vi á, khi nó đi ngược nó mang tính chất ngược lại, không có tốt cho mình đó, như là thủy tinh. Vì vậy mà từ 2 tháng 4 tới 25 tháng 4 không tốt cho Bạch Dương. Nhưng mà đối với anh sự nữ nó không quan trọng gì mấy. Để coi 12, 11, 9, 8 thời gian này á, nó không tốt cho các bạn trong vấn đề nữa là, nếu là ngày từ 2 tháng 4 tới 26 tháng 4 các bạn không nên ký giấy tờ đầu tư vào cái gì mà nó dài hạn á, như thị trường chứng khoán nè, đất đai, nhà cửa, từ ngày 2 tháng 4 tới 26 tháng 4 không nên cẩn thận, nên đọc cái để 2-3 lần. Khi mà nói về để dài hạn các bạn phải coi chừng, nhà như bảo hiểm, gia tài để lại, đầu tư dài hạn là không coi chừng. Từ 16 tháng 5 thì 4 tháng 6 nó vào kim ngưu, nó nhập với anh lôi tinh nữa, rất là tốt. Tại vì anh kim ngưu là đất, anh lại là đất, là rất tốt cho mình để mình làm gì cần phải làm. 12, 11, 19 đi xa cũng tốt nè, thì nếu đi xa rất tốt nè, thì ra là nên đi xa rất là tốt cho mình, nó bắt mình đi xa đấy chứ. Và đây là tập cuốn sách cũng rất là tốt. Từ 4 tháng 6 tới 18 tháng 6 nó vào song tử, và song tử nó lại xung với anh sự nữ này. Tại anh này nó lộn xộn lắm, anh song tử này nó cứ tùm lum tà la hết á, nó cứ mặt trái mặt phải, mặt khóc mặt cười, hai mặt mà song tử hai lần xuống, không hai lần xuống hai mặt đó, nó làm cho mình nó xung với mình. Anh sử nữ này nó rất là hoàn hảo, họ cờ sự thực tế, không bị biến vong được. Thì nó vào đây nó làm anh này hơi khùng chút xíu, làm nói tùm lum, làm anh này hơi điên đầu chút xíu, nhưng không sao. Từ 18 tháng 6 tới 3 tháng 7 nó sẽ giúp đời nhà nước, nó sẽ có lợi cho anh sử nữ này. Mặc dù anh này nó xung với mình trong đây, khi nó xung nó cho mình nó mở ra, nó mình bực mình, nhưng nó mở mang cho mình một cái nhìn mới, một vấn đề nào khác đó mình không chấp nhận được, nhưng nó mở mắt mình ra.
thì thời gian này rất là tốt, từ 4 tháng 6 tới 18 tháng 6 mặc dù nó xung với mình nhưng nó giúp mình nhìn một cái nhìn khác. Rồi và từ 18 tháng 6 tới 3 tháng 7 nó sẽ những di tích mà các bạn lượm được á, các bạn sẽ dùng nó thời gian này để xây lại cái gì lợi cho mình, đi đâu cũng tốt nữa nha. Thời gian này á không nên đi xa nha, đi đây không có tốt đâu nha. 4 tháng 6, 18 tháng 6 không nên đi đâu á, ký hợp đồng nữa hay là nói chuyện với ai nữa không nên coi chừng. Để với anh Kim Tinh, anh Kim Tinh này á tên sự may mắn. Kim Tinh là tiếng Mỹ là Venus á, là Venus này á, anh chàng này á từ 5 tháng 4 không, từ 12 tháng 3 tới 5 tháng 4 nằm song song ngưng. Nó rất là tốt cho mình. Tại vì á các bạn có nè, anh Hải Tinh nè, anh Thổ Tinh nè, anh Kim Tinh nè, rồi anh Hỏa Tinh trong đám này nữa. Là cái người đối diện với mình, là ông chủ hay là nhân viên của mình, khách hàng của mình, người vợ mình, người chồng mình, người yêu của mình, cái người mà người đi chung với mình đó, họ giúp đỡ cho đời mình đó, như cuộc sống của mình, như là tình cảm, tài chính, công việc, cái gì đó, ABC. Họ đang hỗ trợ mình rất là nhiều luôn. Cái người gì hay con cái mình đó, nó giúp mình, nó cho mình cái niềm vui, nó vô biên lắm. Nó sẽ kéo dài đến 25 năm 6 lần. Tại vì anh Hải Tinh là sự ước mơ, hy vọng. Anh Thổ Tinh là thực tế. Nó sẽ làm gì chúng ta được ước mơ, được thực tế hết. Tức là 26 lần các bạn nha. Rồi từ 5 tháng 4 từ tới 30 tháng 4 nằm trong Bạch Dương. Không sao cả. Cái này đó là nhà số 8, nó tượng trưng cho sự tâm linh này nọ. Ok, rất may mắn thời gian này 5 tháng 4 tới 30 tháng 4. Mặc dù thời gian này á, từ 2 tháng 4 tới 26 tháng 4 không tốt cho bạn, nhưng mà anh này nhảy vô một cái đó, nó làm cho một cái vấn đề nó nhẹ đi một chút xíu. Nhưng phải coi chừng nha. Từ 30 tháng 4 cho tới 24 tháng 5 nằm trong kim ngưu. Nó sẽ tạo ra một cái gì tốt cho mình. Tại vì anh này là kim ngưu, may mắn cộng thêm sự sấm sét. Có thể các bạn gặp người yêu của mình đó, không biết được. Nhưng đây nói về vấn đề là số 9 là đi chơi đi xa nhiều hơn. Đi đâu đó các bạn thể, các bạn nào còn độc thân hay cô đơn, phải đi xa, một chuyến đi xa để gặp cái người mà thích. Tại vì Kim Tinh là tình yêu nữa, mà sống xét nữa, rồi thời gian là tiếng xé tình nữa các bạn. Vì vậy có thể là rất là tốt luôn. Dĩ nhiên là tùy theo đa số các bạn nữa, nên không biết được. Nhưng mà rất là tốt nha. Từ 30 tháng 4, 24 tháng 5, bao nhiêu ta? Là gần 7 tuần ha. Rất là tốt nha các bạn nha. Từ 24 tháng 5 tới 18 tháng 6 thần song song tử. Ok, đi chơi về, gặp gỡ này nọ thì mình sẽ may mắn cho công việc làm của mình, trong địa vị sầu của mình. Thế mình gặp người đó, người đó sẽ tôn sùng mình lên, cảm thấy mình tốt hơn, mình thấy mình được cái tự ái, mình được vuốt ve, mình được cảm thấy mình quan trọng đó. Rồi từ 18 tháng 6 nó sẽ vào bắt giải. Những cái này xảy qua nó sẽ mang cho bạn một cái lợi cho các bạn, mà các bạn cảm thấy là vui vẻ hơn, hân hoan hơn trong năm sắp tới, để mà đi chung anh thủy tinh nữa cùng một ngày luôn. Các bạn cảm thấy là người ta yêu thích mình hơn, người ta sẽ mình sẽ được sự yêu chuộng của tất cả các người xung quanh mình. Thời gian này tốt nhất gặp ba má của người mình yêu nè, họ hàng mình nè, họ hàng người ta nè, giới thiệu mấy bạn mình hay giới thiệu mấy cô bạn mình, người yêu mình mới kết nối được nè, rất là tốt. Vậy phía anh Hỏa Tinh, Hỏa Tinh tượng trưng cho năng lượng, cho mình tạo ra, nói cho mình cái năng lượng, sức mạnh, thần chiến tranh, Hỏa Tinh. Từ 23 tháng 3, 1 tháng 5, nằm trong sông ngưng. Trời, rất là tốt, được sự hỗ trợ của người khác phái mình, cái người đi chung với mình đời mình, trong tình trường, trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của mình, con cái của mình nữa. Nó giúp đỡ mình, nó làm mình rất là tốt. Nhưng là chung mà giờ tới tháng 5 các bạn rất là tốt luôn, ổn, rất là ổn luôn. Từ 1 tháng 5, 10 tháng 6, coi chừng. Đó, bạn sẽ có thể hiểu về tâm linh nhiều hơn. Hiểu các bạn thì hàng tốt là đi chùa nhiều hơn coi. 7, 8 đúng rồi. Đi chùa, đi nhà thờ, đi làm từ thiện. Nó sẽ mở mang cho mình cái gì? Phát triển thì là lửa. Mà lửa luôn xa nằm trong khúc này nè. Là số 8 là tâm linh nữa. Vậy thì nhanh thì mình đầu tư vào tâm linh chút xíu. Để nó cái lửa này nó giúp đỡ mình, nó đẩy mình phát triển thêm vấn đề tâm linh. Tại vì chúng ta xuống đây chúng ta không có hưởng lợi hay hối của gì hết, sau này chúng ta sẽ trải nghiệm để
chúng ta mang cái kinh nghiệm đó trở về với Thượng Đế, trở về với vũ trụ, cái nguồn của mình. Và khi mang về á, chúng ta mang về gì? Thì mang về tình thương yêu. Và một bên gọi là tình bác ái, một bên gọi là lòng từ bi. Nó tạo ra nhiều những cái mình hiểu được cái đó rồi đó. Thì mình sẽ nhập vào cái cuộc sống của vũ trụ. Đó tình thương yêu. Từ 1 tháng 5, 10 tháng 6, khoảng 5 tuần, dành thời gian cho tâm linh, tình thương yêu tốt nhất. Nó không nhiều quý bằng, và cũng tốt cho các bạn. Nếu các bạn muốn mà không đi đường đó, các bạn đi cái đường là đầu tư và lâu dài cũng tốt nữa nha. Nhưng mà tốt nhất là mình tập trung vào con đường tâm linh của mình. Tâm linh là gì? Là thứ nhất là mình biết mình là ai. Mà tử vi Tây Phương á là một dụng cụ, một công cụ để mình đầu tiên là biết mình là ai, mình xuống đây để làm gì. Đó, thì đây là vậy. Từ 10 tháng 6 tới 21 tháng 7 ngồi kim ngưu. Mà kim ngưu là hỏa tinh ha, là lửa. Lôi tinh là sấm sét. Lửa và sấm sét rất là mạnh, kinh lắm. Mà anh này á cứ 84 năm đi một lần. Vì những người bạn nào mà mới coi cái video mà 20 tuổi á thì chờ tới một năm 104 tuổi á nó mới trở lại lần thứ hai. Vì những cơ hội nó hiếm có lắm các bạn. Phải dùng cái cơ hội này. Mà anh kim ngưu này á lại thuận với anh sử nữ này, đất gặp đất. Nó cho mình sức mạnh, nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Thời gian này các bạn đi học đại học nè, thời gian này các bạn đi đọc sách nè, nghiên cứu nè, đi xa. Có thể bạn đi xa nha, đi xa đi vượt đại dương đấy. Từ 10 tháng 6, 21 tháng 7 rất là tốt cho mình. Vì vậy những ngày tháng này nó rất quan trọng để các bạn dùng nó lợi cho mình. Còn không á bạn sẽ trời mưa ra cắt cỏ. No. Trời nắng thì ngủ trong nhà, nó phí thời gian của mình. Trời mưa phải trong nhà mình coi phim, trời nắng á mình ra ngoài mình cắt cỏ. Chứ mình không biết đúng thời kỳ á, như các bạn ra đường có hay mặc coi thời tiết mới mặc bộ gì thì cũng vậy thôi. Thời tiết đúng hay không, nhiều lúc đúng nhiều lúc xong, nhưng mà đúng nhiều hơn sai. Nhưng mà đây cũng vậy thôi, chỉ là tùy theo lá số tôi vì có các bạn nó mới rõ hơn. Như thời gian này á là rất là đặc biệt, là vì hỏa tinh gặp lôi tinh trong kim ngưu, mà kim ngưu thuận với mình. Thời gian này đừng có phí để mình gom tất cả mình đã có trong gian vừa qua để làm lợi cho mình nhân sắp tới. Tại vì á sau 21 tháng 7 á cho tới tháng 8 á nằm trong song tử, song tử xuống với mình nha. Vậy thời gian này á trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 á các bạn nên dùng thời gian này tốt nhất để hỗ trợ cho mình. Như các bạn thấy á, những anh tin nằm ở đây hết à. Vì vậy những anh như là như là từ năm ngoái mẹ bắt giải nè, hải sư nè, sử nữ, thiên bình, hộ cáp, nhân mã, nam dương nữa, từ năm 3 năm vừa qua tất cả nằm ở phía bên đây hết. Vậy mình không có mệt, mình đã trải rất rất nhiều thời gian vừa qua rồi, nên bây giờ nó ra mình nghỉ ngơi để mình nhìn quan sát cái chỗ khác để mình coi người ta thế nào. Vì vậy mà các bạn thấy cuộc đời mình hiện tại hơi nó cứ theo dòng đời nó chảy thôi. Ok, fine. Nhưng mà mình là sự hỗ trợ của những hành tinh bên đây để mình, nó sẽ giúp đỡ mình, mà mình sẽ là gián tiếp chứ không trực tiếp nữa. Mà nó sẽ hỗ trợ cho mình để mình khỏi có mệt nữa, mình phải nghỉ ngơi để mình hưởng lợi những gì mình đã tạo ra trong thời gian sắp tới. Nhất là anh Diêm Tinh vào Bảo Bình nè, năm nay năm cuối cùng để các bạn dùng cơ hội này đặt cái nền tảng cho 30 năm tới, cho suốt đời mình luôn. Đừng phí thời gian này. Tại vì á năm 2043 trở đi á, anh Diêm Tinh vào Song Ngư, và Song Ngư này nó sẽ giúp cho anh này. Vậy đừng có phí thời gian năm nay năm cuối cùng để mình đặt cái nền tảng cho 20 năm tới, ít nhất 20 năm tới, 20 năm tới, 30 năm tới. Cảm ơn các bạn sẽ được đi và bỏ thời gian lắng nghe. Chào các bạn.